Ê, được nha, đúng lúc hôm nay đang thèm bún đậu nên sẵn quay lướt series chủ quán cho gì tương đó mà chỉ với 200 nghìn thôi. Nói chung là em có khoảng 200 á, chị có thể mà sắp xếp giùm em làm sao mà hai người ăn được không? Dạ được. À dạ, giờ là em gửi á. Dạ. Coi quán này ở trên TikTok á nên tôi quyết định tới ăn thử xem như thế nào. Không ngờ là tôi đi khoảng 3 giờ mà có quá trời đông, đó là bây giờ tôi phải ngồi cạnh cái bảng nên nó kiểu nó hơi vàng vàng xíu nha, mọi người thông cảm nha. Series bún đậu này tôi thấy là anh em là comment rất là nhiều nên bây giờ tôi mới đi làm thử. Mới ra hai phần trà đá mọi người, nó còn miễn phí không rồi không biết. Kiểu bây giờ tôi sẽ pha chế nước chấm đi. Okay. Kiểu là bây giờ sẽ cắt ớt này, phải cái này phải thêm đường. Mình phải tự lấy kéo mình cắt cho mọi người. Đánh lên nó bong luôn rồi mọi người. Nghĩ là tôi nên tham gia cái hội đầu bếp Việt Nam để mà mang cái bún đậu bánh tôm vương tầm thế giới. Nhưng cũng hơi nhiều tấp mỡ nha. Lấy cái viên bự bự nè. Đại chưa? 200 bún đậu là tạm thời lên nhiêu đây nha. Tí nữa khi nó còn lên nữa tôi không biết. Không biết là hai phần này thì nó có giống nhau hay không. Mình nói chung là tạm thời tôi sẽ ăn phần này trước. Đây, như là topping của nó nè đó. Nem chả ram rồi tùm lum tùm lát. Bây giờ tôi sẽ ăn thử bún này. Nói chung đi ăn bún đậu là phải ăn bún trước. Ngay cái từ bún đậu là từ bún nó đã đứng trước chữ đậu rồi. Chấm ngập mặn luôn. Nhưng ăn bún nhưng cũng ok. Nói chung ngon không bây giờ nước chấm. Tôi sẽ ăn thử phần đậu nha. Wow. Kiểu cảm giác này giống như đậu non chi ở ngoài kiểu nó giòn giòn ở bên trong kiểu mềm. Tôi sẽ ăn thử phần chả đi. Tôi không biết chả này chả gì mọi người đó. Chấm là phải chấm ngập mặn luôn. Người miền Trung mà ăn là phải ngập mặn. Ở ngoài chiên cái nó giòn giòn, bên trong cho nó mềm mềm, mất cảm nó có cái gì sực sực là nó cứ vậy. Chả này là một loại chả khác đó nha. Thế thì mọi người nhìn nè, nó phải chưa? Biết cái chả này chả gì đâu mọi người. Cái chả này giống như là chả ăn trong là bánh cuốn. Ôi chả này lạ nè. Cái nó có rau rồi nữa nè. Chả nó cũng mềm mềm, còn ăn thì nó thơm thơm. Không biết chả nào nó cho tôi biết được cái chả bánh cuốn nha. Là còn lại chả nữa. Đi cái chả này là tôi biết, mọi người ăn giống chả cá lắm mọi người. Không biết có phải là chả cá nha. Đi ăn thử đến phần nem nha. Cái này kiểu chiên giòn, còn bên trong có một con tôm nữa. Có vậy là gì ta? Cái này hình như là kiểu nem hay sao á. Giờ chấm gần hết rồi mọi người. Kiểu nem Hà Nội sao nhá. Hình như cái này là kiểu là dồi xúc xích vậy nha. Đúng không? Nó vừa cái là trộn lẫn vừa xúc xích với cả là mùi dồi nha. Kiểu cảm giác như hai cái nó trộn lẫn này nha. Cái này là kiểu ba chỉ gân hay sao á. Cái vậy đó mình sẽ ăn thử nha. Ăn thì nó có cùng gân nó sực 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 cứ vui vui lắm. Cái này ba chỉ nạn sao hình như thịt xung khói gì không biết, nó nhiều kiểu thịt heo. Không biết phần nào cũng heo vì ăn nó mềm nha. Ê, nói chung là có thêm hai dĩa lên nha mọi người. Cái phần tấp bên này thì nó cũng có trong cái phần mẹt rồi. Nó xin thêm phần mắm tôm mà lại có thêm là tấp mỡ mọi người. Hơi nhiều tấp mỡ là tôi chấm 10 điểm rồi đó. Nó nhiều kiểu là tuyệt vời. Xong muốn mắm tôm bên mình ăn kẹo mọi người. Tí nữa đi gặp người yêu nha cho nó thơm nha nó. Chứ sau hai phần mẹt thì không còn phần nào ra nha mọi người. Nói chung là hôm nay cầm 200 ngàn em muốn đậu đương nhiên phải dư sức rồi. Nói chung là tôi phải mang một phần mang về nè. Nói chung là hôm nay tôi làm chủ yếu để chiều anh em thôi nha. Nó còn anh em nghĩ sao ngày hôm nay để lại bình luận cho tôi biết nha.